xây dựng chiến lược tiếp cận khách hàng doanh nghiệp. Tiếp thị cho khách hàng doanh nghiệp có rất nhiều điểm khác biệt so với tiếp thị cá nhân tiêu dùng thông thường, bởi dường như những khách hàng doanh nghiệp khó tính hơn hẳn, họ không nóng vội, cân nhắc kỹ về những giá trị hợp đồng lớn. Vậy làm thế nào để xây dựng chiến lược tiếp cận khách hàng doanh nghiệp đúng đắn? Khách hàng doanh nghiệp là gì? Khách hàng doanh nghiệp là những khách hàng mua sản phẩm dịch vụ nhằm mục đích phục vụ cho hoạt động của công ty tổ chức. Các khách hàng doanh nghiệp có thể là các doanh nghiệp sản xuất trong nhiều lĩnh vực khác nhau, các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, các cơ quan hành chính, đoàn thể chính trị, các tổ chức phi lợi nhuận hoặc là các doanh nghiệp thương mại. Chiến lược tiếp cận khách hàng doanh nghiệp. 1. Cần phải có mục tiêu cụ thể. Bạn cần phải hiểu rõ bạn đang bán hàng cho ai, bán sản phẩm như thế nào, sản phẩm ấy giúp gì cho khách hàng của bạn. Mục tiêu của bạn có thể là lấy khách hàng ấy biết đến thương hiệu hay mục tiêu là bán được hàng ngay lập tức. Đối tượng khách hàng mà bạn muốn nhắm đến là những doanh nghiệp như thế nào? Việc đặt ra một mục tiêu cụ thể giúp doanh nghiệp có thể xác định được chân dung khách hàng, các bước cần làm để đạt được mục tiêu đó. 2. Coi việc kinh doanh là một quá trình. Bán hàng cho khách hàng doanh nghiệp không thể vội vàng, họ luôn cần thời gian tìm hiểu, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định ký hợp đồng với một đơn vị nào đó. Ngay từ quá trình tìm kiếm, đưa họ vào phễu bán hàng và đi qua các bước sàng lọc, tư vấn, thuyết phục, kết hợp nuôi dưỡng đến lúc chốt giao dịch đã ngốn khá nhiều thời gian, càng vội vàng càng dễ thất bại. Mỗi nhân viên kinh doanh thành công trong lĩnh vực B2B đều phải có sự am hiểu và kỹ năng bán hàng cực tốt. Họ tìm hiểu kỹ mô hình kinh doanh của khách hàng, lên kế hoạch trình bày sản phẩm thuyết phục, thường xuyên kết nối khách hàng trong và sau giao dịch. 3. Tìm hiểu vấn đề mà khách hàng đang gặp phải. Để xây dựng chiến lược tiếp thị hiệu quả với khách hàng doanh nghiệp, hiểu rõ vấn đề tồn đọng của khách hàng là điều rất quan trọng. Mỗi vấn đề của doanh nghiệp luôn tác động mạnh mẽ đến thương hiệu và doanh thu của họ, ngăn trở sự phát triển của doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có rất nhiều vấn đề, tuy nhiên bạn cần phải xác định rõ đâu là vấn đề đau nhất của họ và phù hợp để sản phẩm của bạn giải quyết. 4. Đo lường hiệu quả từng bước. Bất kỳ công việc gì cũng cần có sự kiểm tra kỹ càng. Đo lường hiệu quả từng bước giúp bạn nhìn rõ mình đang làm gì, kết quả ra sao, nhanh chóng điều chỉnh gì để tránh đi lạc hướng. 5. Nhằm đến đối tượng có nhu cầu. Cách tiếp cận khách hàng là doanh nghiệp có đúng nhu cầu chính là bạn đang xây dựng những nội dung chất lượng, có ích để kéo khách hàng tìm đến bạn. 6. Luôn có sự liên kết với team sale. Giữa marketing và sale luôn có một số bất đồng liên quan đến các con số, tỷ lệ chuyển đổi của data. Ngay trong bộ phận team sale, việc liên kết chặt chẽ cũng giúp bạn học hỏi được nhiều hơn, tích lũy kinh nghiệm để đạt được những KPI đã đặt ra. 7. Đánh giá các cuộc gọi tới khách hàng đã thực hiện. Đừng bao giờ bỏ quên việc rà soát lại các hoạt động, đặc biệt là các hoạt động tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Nghe lại các cuộc gọi đã thực hiện, bạn dễ dàng hiểu được nguyên nhân vì sao khách hàng này chưa thực sự muốn mua hàng hay họ chưa hài lòng ở điểm gì.